phát ngôn kích động trên mạng xã hội, phủ nhận vai trò của Đảng trong lãnh đạo đất nước, lợi dụng chức quyền để nâng đỡ người thân, bạn bè trong công tác, gây bức xúc trong dư luận xã hội, cố ý làm trái để trục lợi và gây thiệt hại lớn cho tài sản của nhà nước. Trong những năm qua, những biểu hiện suy thoái về mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên đang làm tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của nhân dân và uy tín của Đảng. Nhận diện để đấu tranh với các biểu hiện suy thoái như thế nào? Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đối diện của Đài Truyền hình Việt Nam. Cách đây một tháng, chương trình Đối diện số 4 của chúng tôi đã cùng quý vị và các bạn nêu ra một số biểu hiện của suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trong chương trình đó, chúng tôi muốn cùng quý vị và các bạn nhận diện những biểu hiện suy thoái. Công cuộc đổi mới đang gặt hái những thành công to lớn, nhưng bên cạnh đó là những biểu hiện của suy thoái đã xuất hiện. Những biểu hiện này rất đa dạng, từ phát ngôn đến hành động. Suy thoái trong tư tưởng, suy thoái trong điều hành, ứng xử, đạo đức, lối sống. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cụ thể hóa những biểu hiện tiêu cực này từ tư tưởng đến điều hành và cả trong công tác cán bộ. Chúng ta đang phải đối mặt với những tiêu cực đó. Đảng phải làm gì, phải kiên quyết như thế nào? Những người lãnh đạo đất nước quyết tâm đến mức nào khi mà những đối tượng tiêu cực ấy đã từng nhiều năm là đồng chí của mình? Tháng 11 năm ngoái, ông Chu Hảo, giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản Tri Thức, bị khai trừ đảng vì vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, vi phạm tư cách tiêu chuẩn đảng viên và quy định những điều đảng viên không được làm. Có những bài viết phát ngôn trái với cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của đảng, nhà nước, biểu hiện rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tháng 3 năm nay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng đã quyết định khai trừ đảng đối với ông Trần Đức Anh Sơn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng. Dù đang là lãnh đạo, nhưng ông này đã viết bài đăng tin sai sự thật trên Facebook, vi phạm về những điều đảng viên không được làm, vi phạm về trách nhiệm nêu gương. Tháng 7 năm nay, ông Quách Duy, chuyên viên Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng bị khai trừ đảng vì suy thoái tư tưởng chính trị rất nghiêm trọng. Thông qua Facebook cá nhân, ông này đã cố ý viết bài và đăng các thông tin bài viết tổng hợp từ Internet và mạng xã hội có nội dung không đúng bản chất vụ việc, nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín nhiều lãnh đạo, tạo cách nhìn và thái độ tiêu cực đối với sự lãnh đạo, quản lý của đảng và nhà nước. Dù được nhắc nhở nhiều lần, nhưng ông Duy không những không chấp hành mà còn thể hiện thái độ thách thức, xem thường tổ chức đảng. Quyền tự do ngôn luận, tự do điều biểu đạt cái tư tưởng của mình, đây là một cái quyền của công dân được hiến pháp và pháp luật thừa nhận bảo vệ. Chúng ta tôn trọng tất cả những cái ý kiến, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải nói rõ một cái điều là những ý kiến ấy không làm ảnh hưởng đến lợi ích của xã hội, lợi ích của cộng đồng và lợi ích của người khác. Ở đây cái sự tự do biểu đạt về tư tưởng của anh không có nghĩa là anh muốn làm ảnh hưởng ai thì làm. Một nhân vật nữa, dù vẫn là đảng viên, nhưng cũng cần phải được nhắc tới. Đó là Thiếu tướng Lê Mã Lương, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thời gian gần đây, vị tướng này thường có những phát ngôn, nhận định chủ quan, phiến diện về một số sự kiện chính trị nhạy cảm. Điển hình là cuốn sách Gạt Ma, Vòng tròn bất tử do ông này chủ biên đã đưa ra nhiều thông tin thiếu khách quan, có những sai sót rất nghiêm trọng, khiến dư luận có thể hiểu sai về sự đối xử của đảng, nhà nước và quân đội đối với những người đã chiến đấu, hy sinh. Lê Mã Lương là một người làm tướng trong quân đội, đặc biệt là giám đốc của bảo tàng quân đội. Lê Mã Lương phải tôn trọng lịch sử. Cái quyển Gạt Ma Vòng tròn bất tử đã xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật và làm một cái tài liệu cho kẻ thù để chia rẽ đất nước và chia rẽ quốc tế. Đáng nói hơn, vào ngày 6 tháng 10, khi phát biểu tại một tọa đàm khoa học, ông Lê Mã Lương đã lên giọng phê phán đường lối đối ngoại của đảng, nhà nước. Thậm chí còn công khai xúc phạm, miệt thị, hạ thấp uy tín danh dự của một số lãnh đạo Bộ Quốc phòng, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của quân đội nhân dân Việt Nam. Không chỉ có vậy, ông này còn lớn tiếng chê rằng, tướng bây giờ chưa biết chiến tranh. Chẳng nhẽ ông cố tình bỏ qua sự thật, không có tướng đánh giặc mà quốc đội vẫn vững mạnh, đất nước vẫn độc lập, giữ được chủ quyền,
hòa bình. Đó mới là mục tiêu của quân đội ta. Chê bai Bộ Ngoại giao, chê bai Quốc phòng, chê bai Đảng Nhà nước, rồi phát ngôn những cái không đúng. Tôi cho là cái này là cái xấu xa. Chứ những cái việc làm của Lê Hoài Lương mà phát biểu vừa qua tôi cho là rất là kiêu ngạo. Kiêu ngạo, công thần, cho là chỉ có mình hơn nhất. Khi mà anh về hưu, anh là dân, dù anh vẫn là cái cấp tướng, thì anh phải giữ vững cái truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, giữ vững cái bản chất của Quân đội Nhân dân Việt Nam, là luôn luôn trung thành với đất nước, trung thành với cách mạng, và đấu tranh chống lại những cái tư tưởng của những bọn xấu, nó xuyên tạc cái sự thật, nó xuyên tạc những cái đường lối cách mạng của Đảng. Thời gian qua, không phải là không có một số cán bộ, đảng viên, một số trí thức, văn nghệ sĩ lợi dụng tên tuổi của mình, nhân danh kẻ sĩ yêu nước, đã có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Bằng nhiều hình thức khác nhau, lúc thì viết thư ngỏ, thư kiến nghị tập thể, lúc thì viết bài, đăng tin trên mạng xã hội. Mà chủ yếu là những nội dung sai trái, cổ suý cho quan điểm tư tưởng dân chủ cực đoan, thổi phồng khuyết điểm và mặt trái của xã hội, có nội dung công kích, xúc phạm người khác, gây hoang mang dư luận, mất niềm tin trong nhân dân. Mục đích sâu xa của họ là hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước, đòi thực hiện đa nguyên, đa đảng. Góp ý phê bình trên tinh thần xây dựng là đáng quý, đáng hoan nghênh, nhưng không thể chấp nhận những kiểu phê bình tùy tiện, hồ đồ, vô trách nhiệm, thậm chí là xuyên tạc, bịa đặt. Mà đáng trách là nó đã diễn ra ở một số cán bộ đảng viên, từng là lãnh đạo đã về hưu. Đáng lẽ những cái bậc tiền bối đó sẽ là những tấm gương tốt cho đảng viên trẻ nữa cả. Nhưng mà điều đáng buồn là cái suy thoái hiện nay nó đang diễn ra, nó không những ở cái đội ngũ đảng viên trẻ như người ta nghi ngại, mà nó diễn ra ở những người kỳ cựu đã có quá trình công tác và có những cái hiểu biết cũng hết sức là sâu rộng. Tới nghỉ hưu rồi, tại sao lại quay 180 độ? Đấy, nhìn nhận sự việc nó khác đi. Những cái suy thoái về mặt tư tưởng đó mà nó lan tỏa, nó ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, đến niềm tin của nhân dân. Và từ cái lan tỏa đó thì không khéo nó làm mờ nhạt đi lý tưởng cộng sản mà đất nước chúng ta đang phấn đấu. Người đảng viên có ý gì đóng góp xây dựng Đảng thì phải phát biểu có tổ chức, không thể phát biểu bừa bãi. Mà cố ý làm cái đó thì chỉ có một là anh đã có cái kiêu ngạo, chủ quan, tự mãn với cái quá trình của mình, rồi nói những điều là vô trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, cho rằng là thế này thế kia, chỉ có mình mới là nhất thôi. Không chỉ có vấn đề về tư tưởng, không ít người còn cụ thể hóa cả những suy nghĩ của mình qua cách điều hành những công việc mình được giao trọng trách. Những vụ án tham nhũng lớn liên tục được điều tra, khởi tố trong thời gian qua cho thấy đây luôn là một vấn đề cực kỳ nhức nhối. Nếu nói về những sai phạm của họ thì chúng ta phải thấy rằng những việc làm sai trái đó không chỉ làm thất thoát một khối lượng tài sản rất lớn của nhà nước mà còn làm mất lòng tin của người dân. Liệu có ai chấp nhận được khi những đồng tiền từ trái phiếu chính phủ lại bị một vài cán bộ chủ chốt ở một tập đoàn nhà nước làm tiêu tan? Liệu có ai chấp nhận được khi những dự án hàng nghìn tỷ đồng lại bị ai đó mang danh cán bộ nhà nước sử dụng một cách bừa bãi dẫn đến nguy cơ mất trắng? Đồng tiền liền khúc ruột. Tiền nhà nước là tiền của dân, tiền của mồ hôi nước mắt bao nhiêu người. Nhưng không cái gì có thể qua được mắt của Đảng, của dân, của những người tâm huyết với sự phát triển của đất nước. Nhiều vụ án được xử lý, phát hiện, không chỉ cán bộ cấp thấp, cán bộ trực tiếp mà còn có cả cán bộ cấp cao, thậm chí là rất cao, đã và đang bị xử lý vì có liên quan. Hồi tháng 5 năm 2012, khi còn đương chức Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, ông Nguyễn Bắc Son chủ trì hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng Đảng. Phát biểu hội nghị, ông Son đã khẳng định thế này: nguy cơ về sự suy thoái, biến chất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí là nguy cơ bên trong rất nguy hại cho Đảng. Vì vậy, kêu gọi các đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái. Thế nhưng, lời nói gió bay. Trong cáo trạng ban hành hồi tháng 10 năm nay của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao,
nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, bị truy tố hai tội danh, trong đó có tội nhận hối lộ tới 3 triệu đô la Mỹ trong vụ án Mobifone mua 95% cổ phần của công ty AVG với số tiền gần 9.000 tỷ đồng. Mình đồng chí đã từng làm bí thư của Thái Nguyên, đã từng làm trách nhiệm giúp cho các đồng chí lãnh đạo cao của nhà nước, của Đảng, đã từng rèn luyện trong quân đội mà lại có những sai phạm đến mức như vậy, thì tôi nghĩ cái chuyện không thể chấp nhận được. Nhưng cái điều thứ hai là tôi vẫn nhắc lại ý của tôi là ai đã để anh làm hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, hay là tự nhiên làm bộ trưởng lúc bây giờ mới có bắt đầu có cái biểu hiện về suy thoái đạo đức lối sống. Chảy nhẽ thì con trâu chui qua lỗ kim làm sao được. Kinh doanh thua lỗ. Tháng 6 năm 2010, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinasin phải gánh khoản nợ khổng lồ lên tới 86.000 tỷ đồng. Dù có cả nguyên nhân khách quan, nhưng những sai phạm nghiêm trọng của lãnh đạo tập đoàn này là nguyên nhân trực tiếp chủ yếu gây ra món nợ khổng lồ trên. Với vai trò quyết định, Phạm Thanh Bình, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vinasin, bị tòa tuyên mức án 20 năm tù. Còn trong các vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, rất nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao rơi vào vòng lao lý. Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an, một cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, riêng Đà Nẵng đã có tới gần 20 cựu quan chức cán bộ bị khởi tố. Trong đó có hai cựu Chủ tịch thành phố, một cựu Phó Chủ tịch, 5 cựu Giám đốc, Phó Giám đốc Sở. Chỉ riêng những quan chức biến chất ở Đà Nẵng đã bị cáo buộc giúp Vũ Nhôm trục lợi hơn 22.000 tỷ đồng, tức là gần 1 tỷ đô la Mỹ. Khi anh làm chức vụ càng to, quyền hành càng lớn, tiếp cận với những cái chỗ mà để có thể tham nhũng với cái giá tiền mà thể hiện ra là nghe rung mình, nghe không thể chấp nhận được và không nghĩ là tao mà dám tham nhũng ở cái mức như thế, thì tôi cho đó là cái nỗi đau của đất nước mình ấy. Tại vì dám làm những cái chuyện động trời như thế là bất chấp rồi. Đấy, chứng tỏ là họ là không còn nể nang gì về mặt tổ chức nữa. Cái tổ chức đảng mà họ đã đứng vào đó, họ sẵn sàng họ vì lợi ích của họ mà họ quên đi lợi ích của dân tộc. Đã là người đứng đầu ấy, thì người ta có quyền tức là sắp xếp và tổ chức những cái cuộc họp, thậm chí đưa ra những cái kết luận mà theo chiều hướng là có lợi ích cá nhân của họ và thậm chí lợi ích của nhóm, dẫn đến những cái thất thoát mà chúng ta tưởng chừng không thể xảy ra nhưng mà đã xảy ra ở các bộ ngành và địa phương. Và tôi cho đấy một cái sự hết sức đau xót trong công tác cán bộ của chúng ta. Có những cán bộ từng một thời được đảng đặt niềm tin giao phó giữ những trọng trách quan trọng với hy vọng lớn lao, nhưng cũng vì chính những cán bộ ấy, hàng ngàn tỷ đồng của nhà nước đã không cánh mà bay. Họ đã bị quyền lực, đồng tiền làm cho tha hóa. Bên cạnh những vấn đề về tư tưởng hay là sai phạm trong điều hành, không ít cán bộ đảng viên còn có những biểu hiện vi phạm về công tác cán bộ. Cán bộ là cái gốc của công việc. Cán bộ sinh ra đường lối và cũng là người tổ chức thực hiện đường lối. Cán bộ sinh ra bộ máy và cũng là người vận hành bộ máy đó. Do vậy công tác cán bộ luôn là cốt lõi của mọi vấn đề. Công tác cán bộ không chuẩn sẽ dẫn đến những hệ quả khôn lường. Thế nhưng thời gian qua chúng ta đã chứng kiến không ít những thông tin về việc cả họ làm quan, cả nhà làm quan, không chỉ tạo dựng vây cánh từ lợi ích nhóm mà họ còn tạo dựng vây cánh như là một thứ gia đình trị. Đây là vấn đề hết sức nguy hiểm, vì khi đã cài cắm cán bộ vào những vị trí quan trọng thì ai sẽ là người giám sát, ai sẽ là người phản biện những gì họ làm. Nguy hiểm hơn, những người này được đặt vào các vị trí cao sẽ ngăn chặn cả những ý kiến phản biện của cấp dưới. Thế là bỗng nhiên họ trở thành một liên minh bất khả xâm phạm. Và khi đã như vậy, họ cứ dắt dây kéo nhau lên, người này về hưu thì lại có người khác thay thế. Đây là điều vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, những mưu mô đó cũng chỉ tồn tại trong một thời điểm của nó. Không phải ai cũng thỏa hiệp với những sai trái đó. Và rồi, mọi thứ sẽ được làm sáng tỏ. Ai vi phạm sẽ bị kỷ luật. Tất nhiên là đến giờ này thì không phải 100% những đối tượng vi phạm đã bị xử lý.
Nhưng những gì mà người dân đã thấy trong thời gian qua cũng khiến không ít kẻ giật mình để tự thấy mình nên làm gì trong thời gian tiếp theo. Huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, 9 trường hợp là họ hàng, 27 trường hợp là người cùng thôn với Bí thư Huyện ủy Đậu Minh Ngọc, được bổ nhiệm tiếp nhận vào làm việc ở một số cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn. Trong đó có 8 trường hợp chưa đảm bảo quy trình, thủ tục và quy định về công tác cán bộ. Còn tại thành phố Đồng Hới, mới đây Phó Bí thư Thành ủy Hà Quốc Phong đã phải chuyển công tác vì để vợ con thăng tiến thần tốc. Bổ nhiệm người thân không đủ điều kiện tiêu chuẩn hoặc nhiều người nhà cùng công tác trong một đơn vị, tuy không phải là phổ biến, nhưng con sâu làm rầu nồi canh khiến dư luận hoài nghi và giảm sút niềm tin vào công tác cán bộ. Ở Quảng Trạch có một vài cán bộ trong cái quy trình bổ nhiệm có những cái vấn đề nó chưa được chặt chẽ lắm. Thì như vậy chúng tôi phải điều chuyển công tác của cán bộ trở lại về vị trí cũ và xử lý ở những cái sai phạm. Hoặc ở thành phố Đồng Hới thì chúng tôi cũng phải điều chuyển công tác để làm sao đó để tránh được những cái vấn đề nhạy cảm trong cái quan hệ thân thiết người nhà cùng làm việc trong một cơ quan đơn vị. Tại Gia Lai, một lao động bình thường được tuyển dụng bổ nhiệm lên chức phó ban dân tộc tỉnh. Từ làm lái xe được tuyển dụng rồi bổ nhiệm làm phó chi cục trưởng chi cục quản lý thị trường. Tránh thanh tra sở nội vụ được bổ nhiệm khi chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn. Những trường hợp này đều là người nhà của ông Phạm Thế Dũng và được bổ nhiệm khi ông còn đương chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Tương tự như vậy, dư luận 2 năm trước cũng không khỏi bức xúc khi tại huyện Kim Thành, Hải Dương, Bí thư Huyện ủy có em trai là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, em rể là Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, có cháu làm thanh tra huyện. Còn Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy có con trai là trưởng phòng tài chính, có em ruột là phó chi cục trưởng chi cục thuế và con dâu làm phó giám đốc bảo hiểm xã hội huyện. Nhiều người thân trong một gia đình cùng làm lãnh đạo ở một đơn vị không những gây bức xúc dư luận mà mối liên kết ruột rà thân thiết còn tiềm ẩn nguy cơ hình thành các nhóm lợi ích bè cánh. Tôi gửi được con em tôi vào gia đình thì người khác cũng gửi vào được chứ. Phải không ạ? Và nó có câu chuyện, có câu chuyện là có đi có lại với nhau trong câu chuyện này. Thì ở đây nó cái việc nó không bình thường như thế nào trong bộ máy nhà nước. Tức là khi mà cái liên kết những số lượng rất khá là những cái người nắm giữ những vị trí đó có những cái mối quan hệ mật thiết với nhau. Thì tất yếu người ta sẽ dẫn đến câu chuyện là người ta sẽ tìm cách bao bọc che chở cho nhau. Và như vậy mặc nhiên nó hình thành một cái mối liên kết cố kết về quyền lực. Và khi nó cố kết vào quyền lực thì nó sẽ nảy sinh ra những vấn đề khác mà cái đích của cuối cùng của nó sẽ diễn ra, đó là cái nạn tham ô và tha hóa quyền lực. Anh đã lên được đến cái chức vụ cao ở cái đơn vị địa phương rồi thì anh muốn xây dựng vây cánh. Và cái vây cánh đấy đầu tiên là người ruột thịt nhà mình, ưu tiên cho con em nhà mình trước, rồi họ hàng. Sau đó là đến những người tiêu cực, dùng các cái giải pháp tiêu cực, đó là chạy chức chạy quyền. Thứ ba nữa là đổi trác, anh bổ nhiệm người của tôi bổ nhiệm người của anh, rồi là đệ tử, những người hầu hạ giúp mình. Thế để đấy là một quay của một cái vòng khép kín về lợi ích nhóm để là dễ dàng chi phối. Cái đấy là một cái tệ hại mà không thể không phát hiện để mà xử lý cho nó nghiêm minh. Cán bộ là công việc gốc của Đảng. Thế nhưng cơ hội nào cho cán bộ thực đức thực tài khi mà một số nơi vừa qua bổ nhiệm cán bộ dựa vào hậu duệ, quan hệ, tiền tệ, đồ đệ. Cũng bởi lẽ đó mà không ít cán bộ lãnh đạo đã phải nhận các hình thức kỷ luật của Đảng do những sai phạm trong công tác cán bộ. Ông Ngô Văn Tuấn, khi là giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, đã nâng đỡ không trong sáng và giúp bà Trần Vũ Quỳnh Anh thăng tiến thần tốc. Ông Vũ Huy Hoàng, khi là Bộ trưởng Bộ Công Thương, đã tự ý đề nghị phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với Trịnh Xuân Thanh. Đành rằng công tác cán bộ là việc hệ trọng của tập thể cấp ủy. Nhưng cuối cùng, thực tiễn chứng tỏ rằng người đứng đầu cấp ủy là Bí thư và Phó Bí thư Thường trực
cùng với thủ trưởng đơn vị, ba con người này có vai trò gần như quyết định. Đấy là một thực tế mà chúng ta không nên làm ngơ được. Một cuộc tổng rà soát lại các quyết định bổ nhiệm cán bộ vừa qua đã được tiến hành trên toàn quốc. Sau rà soát, phát hiện hơn 2.800 trường hợp bổ nhiệm sai quy trình thủ tục, hơn 55.000 trường hợp thiếu điều kiện tiêu chuẩn. Nhiều quyết định bổ nhiệm cán bộ không đúng đã được thu hồi. Theo kết quả một cuộc thăm dò trước đó, hiện tượng chạy chức, chạy quyền xếp thứ 2 trong 9 vấn nạn bức xúc nhất, sau nạn tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm. Trong nhiệm kỳ này, đã có tới 5 ủy viên Ban chấp hành Trung ương đã bị kỷ luật các hình thức. Có người còn bị truy tố trước pháp luật vì vi phạm những khuyết điểm rất nghiêm trọng. Và cũng từ đây, nguyên nhân của các biểu hiện suy thoái đã được nhận diện ngày một rõ. Nhiều quy định thì rất chặt về mặt thủ tục quy trình, nhưng là lại rất lơi lỏng để đưa ra được một cái phương án để người cán bộ lựa chọn cái lợi ích chung trong cái hành động thực tế khi mà họ thi hành công vụ. Rồi có nhiều những cái quy định thì có những cách hiểu rất là khác nhau. Để cùng với đó thì những cái tác động trong cái việc thực thi nhiệm vụ ở từng cái cơ quan đơn vị, rồi sự thiếu gương mẫu của người đứng đầu. Và một khía cạnh nữa là cái công tác đôn đốc, rồi kiểm tra, giám sát và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở nhiều nơi chưa thực hiện tốt, thiếu công khai minh bạch. Đây là lý do rất cơ bản, rất chính dẫn đến cái người cán bộ đã lợi dụng cái vị trí công tác của mình để vi phạm chính sách pháp luật và các quy định của Đảng. Để đảm đương được vai trò là người lãnh đạo đất nước, để xứng đáng hơn với niềm tin của nhân dân, một cuộc đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống đang được Đảng tiến hành. Trong cuộc đấu tranh đó, nhiều ý kiến cho rằng xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân phải được xem là trọng tâm, bởi đây chính là nguyên nhân của những nguyên nhân dẫn đến suy thoái. Nguyên nhân chính là tôi cho rằng là vẫn là cái chủ nghĩa cá nhân, lợi ích cá nhân là chính. Còn ngoài ra thì những cái vấn đề mà khách quan này do cái cơ chế thị trường, cho nên là nhiều cán bộ cũng là bị mua chuộc, rồi là bị là các cái vấn đề này, vấn đề kia, cho nên là dẫn đến là không giữ mình. Nhưng mà tôi vẫn nói rằng là cái vấn đề quan trọng nhất hàng đầu vẫn là do cái chủ nghĩa cá nhân, cái lợi ích cá nhân. Đấy. Về tất cả những cái vấn đề mà do cán bộ sai phạm này. Con người ta ấy, là luôn luôn sẵn có cái lòng tham. Nếu anh không chịu tiếp tục rèn luyện, mà rèn luyện không phải là một chốc một nhát, không phải là anh cầm cái chứng chỉ học xong coi cao cấp chính trị, hay là anh cầm xong cái chứng chỉ về quốc phòng coi như là anh là cái người đã hoàn hảo đâu. Họ còn phải tiếp tục rèn luyện hàng ngày hàng giờ. Đồng chí ủy viên Bộ Chính trị cho đến đồng chí ủy viên Trung ương, cho đến một cái cán bộ thông thường, những cán bộ rất bình thường cũng phải còn tiếp tục rèn luyện hàng ngày để quét sạch cái chủ nghĩa cá nhân, quét sạch cái lòng tham. Đấy, thì anh ta mới tránh được cái hiểm họa của cái tham nhũng và suy thoái. Còn nếu chỉ cần, có khi chỉ cần trong một vài giờ thôi, là một người có thể trở thành một cái người hoàn toàn khác. Để xảy ra tình trạng cán bộ, đảng viên mắc sai phạm cùng với trách nhiệm cá nhân người mắc sai phạm, không thể không nhắc tới trách nhiệm của cấp ủy trong công tác quản lý cán bộ. Nếu không cả nể, không ngại đấu tranh để chỉ ra những hạn chế thiếu sót, thì làm sao những sai phạm lớn có thể xảy ra? Và nếu những tồn tại, khuyết điểm của cán bộ được người có thẩm quyền nghiêm túc đánh giá toàn diện ngay từ đầu, liệu những cán bộ thoái hóa biến chất có thể leo cao, chui sâu vào bộ máy, buông lỏng trong công tác cán bộ? Đây cũng là một trong những nguyên nhân của tình trạng cán bộ suy thoái và cần đặc biệt quan tâm khi công tác nhân sự trong một nhiệm kỳ mới đang được tiến hành. Nhân những dịp đại hội, không phải loại bỏ nhau theo cái nghĩa cộng trừ, nhưng ai đã thật sự không xứng đáng thì trước hết tự giác mình nên xin thôi, đừng nên có cái gượng làm gì. Biết mình mới đầy rẫy những cái mâu thuẫn, chả cần phải chờ người ta nói mình biết, thế thì nên tự giác. Thứ hai là tổ chức đảng phải mạnh, anh không tự giác thì tổ chức phải có cái làm rõ, có cái đấu tranh. Chúng ta sống có lý có tình, nhưng mà vì lợi ích của dân tộc, vì cái lợi ích của đất nước, vì cái sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, nhất định chúng ta phải thẳng thắn với nhau và phải làm đến nơi đến chốn. Thế thì tôi nghĩ là đường hướng thế là rõ, quy chế quy định thế chặt chẽ, nhưng còn là cách làm và do con người làm, hai cái đó là cái điều
hết sức phải cẩn thận. Có khi nói rất đúng, nhưng trong bụng nghĩ hoàn toàn nhiều cái điều không ai chấp nhận. Thế thì cái đó là cái điều đảng phải sáng suốt. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đối diện của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình có chủ đề Nhận diện các biểu hiện của suy thoái. Thưa quý vị và các bạn, điểm lại những vụ việc như vừa nêu trên là để chúng ta thấy rằng là không phải tự dưng mà tin tức xấu độc tràn lan trên mạng xã hội. Những tin tức tiêu cực xuất hiện nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sự suy thoái của một số cán bộ đảng viên trong mọi ngóc ngách của đất nước ở mọi lĩnh vực đã khiến cho niềm tin của người dân bị suy giảm. Họ tin vào những thông tin tiêu cực nhiều hơn là các thông tin tích cực, trong khi những thông tin tích cực không phải là ít. Ở khắp nơi trên đất nước vẫn có rất nhiều những mô hình tốt, những cán bộ gương mẫu, những công dân tích cực đóng góp cho xã hội. Không thế thì đất nước lấy gì để phát triển trong suốt hàng chục năm qua? Không thế thì lấy đâu ra cuộc sống với hạ tầng cơ sở ngày càng tốt, đời sống kinh tế của toàn dân được nâng lên như hiện nay? Một vấn đề rất đáng quan ngại trong thời gian qua đó là những kẻ biến chất trong đội ngũ cán bộ công chức đã tạo điều kiện cho các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc, bôi nhọ và nói xấu chế độ ta. Chúng dựa vào những câu chuyện có thật nhưng mà thêm thắt, suy diễn, không những gây bức xúc thêm cho xã hội mà còn nhắm tới mục tiêu là làm mất đoàn kết nội bộ, khiến những người đồng chí nghi ngờ lẫn nhau. Đó là mục tiêu của chúng. Minh Nhật xin kính chào quý khán thính giả, chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình thời sự của Vote TV. Video này được kênh Vote TV đăng tải lên YouTube vào đầu tháng 7 năm nay, cùng thời điểm mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông báo xem xét kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vì những vi phạm liên quan đến cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Nhưng nội dung video không đơn thuần là thông tin việc nguyên Phó Thủ tướng bị đề nghị kỷ luật, mà kẻ đóng vai là nhà bình luận chính trị của kênh Vote TV này lại dẫn dắt câu chuyện với những phát biểu bóp méo, thổi phồng sự thật nhằm lái câu chuyện đi một hướng khác. Từ đó, tạo ra một bức tranh u ám về tình hình chính trị của đất nước, sự nghiêm minh kỷ luật trong đảng đã bị xuyên tạc với dụng ý xấu. Đảng và nhà nước ta chống tiêu cực mà kỷ luật một số các ông, các đồng chí và từ cán bộ cao cấp đến trung cấp đến sơ cấp có những cái cũng sai. Nó lại gán cho đây là người Cộng sản Việt Nam làm như vậy. Những cái tin đấy nếu ai mà không hiểu về chính trị thì cho rằng cái đó là sự thật, nhưng hoàn toàn không phải là sự thật. Rất tiếc rằng có một số người mà xem cái clip đó lấy tin vào cái đó là đúng. Nó tạo ra một cái bầu không khí này là nó để làm cho mất cái lòng tin giữa đảng với dân, dân với đảng. Mà không có lòng tin thì không thể nào mà bảo vệ cái đất nước, bảo vệ cái chủ nghĩa xã hội này được. Mất lòng tin là mất tất cả, mất lòng tin là mất chế độ, mất lòng tin là mất đất nước. Nếu như không có cán bộ sai phạm thì có lẽ những video clip như thế này sẽ ít xuất hiện hơn. Nhưng hậu quả mà những cán bộ sai phạm để lại không chỉ tính được bằng con số cụ thể, không chỉ tính bằng tiền tỷ, trăm tỷ hay ngàn tỷ, mà là còn những cái mất đi khó có thể định lượng được. Đó chính là lòng tin của người dân. Những người có cái cương vị lớn trong đảng, có cương vị lớn do đảng giao cho, gánh vác những công việc của chính quyền, của các cơ quan quản lý kinh tế mà vi phạm thì nó thiệt hại lớn về kinh tế đã đành, nhưng nó làm cho giảm cái lòng tin của nhân dân. Cái đó là cái rất đau xót. Nhưng cái đau hơn là để cho nhân dân, để cho cán bộ đảng viên, để cho những người về hưu nhìn thấy cái cảnh đó thì xót xa lắm. Bởi vì không ngờ, không nghĩ là trong đảng ở những cái cấp như vậy mà để sai lầm như vậy. Không chỉ gây mất niềm tin, những cán bộ sai phạm đã trở thành cái cớ để các thế lực thù địch xuyên tạc, bôi nhọ và nói xấu chế độ. Cứ mỗi khi có cán bộ sai phạm bị xử lý là không chỉ trên YouTube mà các nền tảng mạng xã hội và các trang điện tử này cũng lớn tiếng xuyên tạc, hướng lái những câu chuyện sang một hướng khác. Các thông tin bịa đặt thường giả một phần, giả toàn bộ hoặc thêm bớt chi tiết vào các thông tin có thật. Thủ đoạn này rất nguy hiểm vì hình ảnh dễ gây chú ý, dễ lan truyền trên mạng xã hội. Nội dung bịa đặt thường mang tính kích động mạnh, từ đó tạo ra một mê cung mà người đọc khó có thể phân biệt được
thật giả. Các đối tượng cũng thường lựa chọn những thời điểm nhạy cảm như trước thềm đại hội đảng các cấp, quá trình xử lý những vụ án kinh tế tham nhũng lớn để tăng hiệu ứng tác động tâm lý đối với dư luận. Và sẽ rất nguy hiểm nếu có nhiều người lại tin vào những luận điệu và âm mưu đen tối ấy. Càng nguy hiểm hơn nếu đó là giới trẻ, những người sử dụng mạng xã hội rất thường xuyên. Người ta có thể tự bịa ra hoặc là dựa trên những cái tin thật và họ xuyên tạc thêm. Khi mà được post lên Facebook thì nó sẽ lan truyền rất nhanh. Nhất là với giới trẻ bọn em chẳng hạn, tò mò, mình vào đọc như là vụ ông Nguyễn Bắc Son vừa rồi chẳng hạn, quy tội cho một cá nhân. Nhưng mà nhiều thông tin thì nó lại xuyên tạc rằng là cho một tập thể những người khác nữa, nó lại quy chụp cho những người khác nữa. Từ cái thông tin, từ cái sự việc thật đấy thì cái người đăng không với một cái mục đích gì đó của họ thì đã vin vào cái sự thật đó để lái cho những cái tình huống khác để khiến cho mọi người, cái người đọc, người ta có những cái hiểu sai, người ta có những cái suy diễn có một chút lệch lạc. Trong cái list friends của em thì cũng có một số người, các bạn đấy khi mà đọc cái thông tin như này thì họ không thực sự có cái sự chọn lọc. Thế nên là với cái mục đích muốn mọi người cùng biết đến, muốn mọi người cùng bàn tán về cái chủ đề này, thế nên là họ đã share lại hoặc là tương tác lại và khiến cho cái tin này nó được lan rộng hơn nữa. Nhận diện được các biểu hiện suy thoái, nhận diện được các thủ đoạn của các thế lực thù địch giúp đảng ta lãnh đạo đất nước tốt hơn. Bác Hồ nói, đảng ta là đạo đức, là văn minh. Đại hội 12 của đảng xác định xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đây là lần đầu tiên trong văn kiện đảng ta đưa thành tố đạo đức vào nội dung xây dựng đảng ngang hàng cùng với các thành tố là chính trị, tư tưởng và tổ chức. Coi đó là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng hiện nay. Và có thể nói là chưa bao giờ đảng ta ban hành liên tục rất nhiều văn bản. Những cái văn bản này là những văn bản quy định về đạo đức, lối sống và ý thức trách nhiệm của người đảng viên trong một thời gian ngắn như vậy. Điều này cho thấy đảng đã và đang rất quyết tâm giải quyết tối đa vấn nạn này. Con người là gốc của mọi giá trị. Nếu cán bộ tốt, sẽ có một bộ máy tốt. Còn ngược lại, cán bộ hư hỏng sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Đừng có chủ quan với những việc nhỏ nhặt. Đừng có nghĩ là nhỏ nhặt. Những việc gì mà cảm thấy nó dẫn tới sự suy thoái thì phải giải quyết. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ để cán bộ đảng viên tự soi, tự sửa. Một đám cháy nhỏ không dập sẽ thành cháy lớn. Một khuyết điểm nhỏ không phát hiện kịp sẽ thành khuyết điểm lớn. Cán bộ đảng viên ở Trà Vinh đã có cách làm rất sáng tạo. Từ 27 biểu hiện suy thoái đã được chia nhỏ thành 82 biểu hiện cụ thể và chi tiết. Ban đầu mà mình đánh giá thì mỗi tập thể cá nhân là không thấy mình là có cái biểu hiện suy thoái, thì từ cái đó là nó tạo ra cho mình một cái tâm lý chủ quan, thỏa mãn, mình không có tự soi tự sửa, không tự tu dưỡng rèn luyện, thì cái việc này nó dễ đến xảy ra cái nguy cơ là mình suy thoái thật. Nên khi mình cụ thể thành 82 cái biểu hiện thì cán bộ đảng viên là mạnh dạn nhận diện đúng thực chất mình có rơi vào cái biểu hiện, mặc dù nó nhỏ nhưng là có. Thì từ cái chỗ nhận diện được như vậy, mình mới xác định được cái việc mình phải khắc phục. Ganh ghét, đố kỵ, so bì, tì nạnh, không muốn người khác hơn mình, kén chọn chức danh, vị trí công tác, chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó, phí phạm thời gian, lao động, mắc bệnh thành tích, háo danh, phô trương, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, đánh bóng tên tuổi. Đây chỉ là 4 trong số 82 biểu hiện đã được chia nhỏ, cụ thể hóa từ 27 biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu. Nhìn vào đó, những đảng viên như ông Khanh đã thấy ngay khuyết điểm của mình. Ông tự nhận mình còn sao nhãng, lãng phí thời gian trong quá trình thực thi công vụ. Nhận thức được cái điều đó thì bản thân đã kịp thời là làm cái bản cam kết gửi cho chi bộ và đồng thời cái đề ra cái kế hoạch để khắc phục. Rồi từ cái việc mà nhận diện mà suy thoái là nghị quyết Trung ương 4 thì đã tác động, thấy là bản thân đã thấy là tác động tích cực đối với cán bộ đảng viên trong các tổ chức đảng. Khi khuyết điểm lộ diện thì thẳng thắn đối mặt, rồi cam kết sửa chữa dưới sự giám sát của chi bộ và của cấp ủy trực tiếp quản lý. Ở địa bàn Cầu Kè là anh em đã chỉ đạo rất là sát sao, theo dõi cái kết quả khắc phục của từng cá nhân theo từng tháng,
giới thiệu sau khi nhận diện xây dựng kế hoạch đó thì chi bộ sẽ theo dõi hàng tháng như vậy, có kiểm tra cái kế hoạch khắc phục của từng cá nhân, rồi giới thiệu đồng chí nào khắc phục tốt thì và chưa tốt để có cái uống nắng cho từng giai đoạn. Suy thoái dễ xảy ra nếu quyền lực không được kiểm soát và việc thực hành nêu gương ở cán bộ chưa nghiêm. Đó cũng là lý do mà trong 3 năm trở lại đây, Đảng đã ban hành hàng loạt văn bản, quy định để chữa trị và ngăn ngừa căn bệnh này. Cuối năm ngoái, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong đó nhấn mạnh, cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu, nêu gương cho cấp dưới. Trong quy định nêu gương có 8 quy định cán bộ cấp cao phải gương mẫu đi đầu và cũng có 8 quy định cán bộ cấp cao phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống. Những quy định này như hồi chuông cảnh báo cán bộ có chức, có quyền phải luôn rèn luyện, trau dồi đạo đức, phải cảnh giác như đi trên băng mỏng, như đứng trước vực sâu mới có thể vượt qua sự trói buộc của công danh, lợi lộc để không bị những ham muốn về quyền lực, ham muốn về vật chất, dụ dỗ và đánh bại. Nó thể hiện rằng các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí bộ chính trị, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã nhìn thấy những cái nguyên nhân, thậm chí cách thức đường đi của những cái yếu kém, khuyết điểm đó. Phải bắt đầu từ đâu? Ví dụ như nêu gương chẳng hạn thế, thì rất phù hợp với xã hội Á Đông. Văn hóa Á Đông là người đứng đầu, người cán bộ, người làm quan chức. Vẫn là cái mà quan trên ngó xuống người ta trông vào. Người ta trông vào, người ta trông vào mà không nêu gương thì làm sao mà làm được? Đấy là cái rất là đúng. Cái thứ hai là như đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước nói, phải nhốt cái quyền lực vào. Đấy chính là kiểm soát quyền lực. Quyền lực mà cứ để không kiểm soát được, quyền lực mà để sử dụng một cách bừa bãi thì rất là nguy hiểm. Bởi vì khi bệnh nhẹ, chúng ta tập trung chữa bệnh thì sẽ dứt điểm được. Còn nếu nó để cho phát triển thành một cái hệ thống rồi, đến bệnh nặng rồi thì càng khó chữa bệnh nhiều. Cho nên cái bài toán đặt ra đối với chúng ta là dù suy thoái ở bất cứ một cái mức độ nào thì đều phải được giải quyết một cách triệt để. Nếu không thì sẽ hệ lụy của nó là từ nhỏ sẽ thành lớn, làm cho cơ thể Đảng từ ốm yếu sẽ đi đến đổ vỡ. Đó là một quá trình tất yếu. Bởi vì dân, nhân dân, quần chúng nhân dân, xã hội không thể chấp nhận bất cứ một cái nhân cách không xứng đáng nào mà để đặt ở trên vị trí cương vị lãnh đạo và dẫn dắt. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ Cộng sản mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Đó chính là nêu gương. Đảng rất quyết tâm, Quốc hội và Chính phủ cũng vậy. Hàng loạt các vụ án được đưa ra xét xử và đang tiếp tục trong quá trình điều tra. Nhiều vụ việc kết thúc giai đoạn 1 tiếp tục được mở rộng điều tra và có thể sẽ liên quan đến không ít các quan chức cấp cao hiện nay vẫn chưa bị phát hiện. Nhưng quyết tâm đó là nhằm làm trong sạch bộ máy, giúp một bộ máy được vận hành tốt hơn vì lợi ích của người dân, của dân tộc. Suốt từ đầu chương trình đến giờ, chúng tôi đã nêu ra những ví dụ về những sai phạm với những con người cụ thể đã từng là cán bộ công chức, thậm chí là giữ trọng trách trong bộ máy nhà nước, trong các tổ chức đảng. Những sai phạm của họ không chỉ dẫn đến những thiệt hại kinh tế nặng nề, mà còn làm suy giảm lòng tin của người dân đối với đảng. Đa phần trong số họ đều là những cán bộ ưu tú, trải qua rèn luyện và được ghi nhận. Tuy nhiên, trong quá trình công tác, những cám dỗ của vật chất, của quyền lực đã khiến họ không đứng vững. Có không ít cán bộ đảng viên đã phải vào đây để cải tạo lỗi lầm. Mọi sự ăn năn đều là quá muộn. Nhất Nhật tại tù, Thiên Thu tại ngoại. Đằng sau những chấn song sắt là những câu hỏi dằn vặt. Giá như những day dứt tự vấn lương tâm. Trong quá khứ, họ từng là những con người được đặt nhiều kỳ vọng, để rồi lại thất vọng khi họ không còn làm tròn phụ sự và giữ nghiêm sự liêm chính. Vết trượt dài nếu không đủ bản lĩnh để giữ mình. Những người đã từng là cán bộ đảng viên đã không đi trọn vẹn con đường mà mình đã lựa chọn và giữ trọn lời thề trước Đảng. Lời thề trước Đảng là khoảnh khắc thiêng liêng của mỗi đảng viên khi đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Đó là lời thề tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. Lời thề trong lễ kết nạp là cam kết của mỗi đảng viên phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện cả về năng lực chuyên môn lẫn phẩm chất, uy tín, thanh danh cá nhân. Trong suốt cuộc đời, không phải không có những lúc khó khăn, dao động, bị cám dỗ vật chất. Nhưng lời thề trước Đảng nhắc nhở mỗi đảng viên phải giữ mình liêm chính, phải coi danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Còn mãi với thời gian là danh dự. Vâng, đứng trước Đảng, mỗi đảng viên đều có lời tuyên thệ. Tuyên thệ trước Đảng cũng là tuyên thệ trước nhân dân, đất nước. Một đảng viên tốt là người luôn luôn nhìn vào lời tuyên thệ đó để suốt đời phấn đấu vì sự vững mạnh của Đảng, vì sự phát triển của đất nước và vì lợi ích của nhân dân. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình Đối diện số 6, được phát sóng vào lúc 20:10 thứ Tư ngày 25 tháng 12 năm 2019.